iốt thăng hoa. Cho vào cốc vài thìa nhỏ tinh thể iốt. Miệng cốc được đậy bằng mặt kính đồng hồ. Đun nóng cốc trên ngọn lửa đèn cồn. Iốt sẽ chuyển dần dần thành hơi màu tím. Để nguội cốc, ta thấy toàn bộ lượng iốt dưới đáy đã bị chuyển lên thành trong của cốc và kết tinh dưới dạng hình kim. Hiện tượng iốt chuyển từ trạng thái rắn sang hơi không qua trạng thái lỏng được gọi là sự thăng hoa của iốt.